Xin chào các bạn. Ngày 23 tháng 2 năm 2022 thì Tổng cục Thuế có thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai HTKK phiên bản 4.7.2, cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai. Thì đây chính là cái thông báo của nâng cấp ứng dụng HTKK 4.7.2. Nội dung nâng cấp thì nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai HTKK phiên bản 4.7.2, cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai. Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 4.7.2, cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.7.1. Cụ thể như sau, đây chính là cái nội dung nâng cấp này. Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01 tiêu thụ đặc biệt, cập nhật là bổ sung chức năng tải bảng kê đối với phụ lục 01-2 tiêu thụ đặc biệt. Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mẫu 01, cập nhật bổ sung chức năng tải bảng kê đối với phụ lục 01-1, 01-2. Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu 03, dữ liệu hóa đơn điện tử này. Cập nhật cho phép người nộp thuế lập nhiều tờ khai 03 dữ liệu hóa đơn điện tử trong cùng một kỳ tính thuế, bổ sung mức thuế là 8%, đây là bổ sung mức thuế 8% theo cái nghị định 15 này. Cập nhật là bỏ hai loại hóa đơn 03 này và 04 này. Tờ khai thuế tiêu thụ thuế thu nhập cá nhân mẫu 05 KK thu nhập cá nhân, cập nhật không bắt buộc cảnh báo đỏ trong trường hợp mà tổng cột 10 phụ lục 05-1 bằng với chỉ tiêu 21 trên tờ khai, và tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư 02 giá trị gia tăng, cập nhật nếu nộp về cơ quan thuế quản lý thì được nộp cho chi cục thuế, nếu nộp cho nơi có dự án đầu tư khác thì nộp cho cục thuế. Và tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 06 thu nhập cá nhân, cập nhật chỉ cho phép kê khai phụ lục 06-1 đối với kỳ kê khai tháng quý cuối cùng trong năm và bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên thì tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.7.2 thay cho các phiên bản trước đây. Và cái link download thì mình sẽ để ở dưới mô tả của video này, thì các bạn có thể download về để các bạn có thể nâng cấp, hoặc là các bạn cũng có thể là vào chỗ thông báo nâng cấp này này, sau đó có các bạn là vào cái trang của Tổng cục Thuế, sau đó các bạn vào chỗ HTKK này thì các bạn sẽ kéo xuống phiên bản hỗ trợ kê khai đây. Từ đây sẽ có là ngày 23 tháng 2 năm 2022 này, phiên bản này, các bạn sẽ cả tải cái bộ cài này về. Tải cái bộ cài này về sau đó các bạn nâng cấp. Ở đây có cả cái hướng dẫn cài đặt và cái nội dung nâng cấp. Nếu các bạn nào cần có thể tải về thì các bạn xem. Nói như vậy là vừa rồi là dịch vụ kế toán Vĩnh Phúc đã chia sẻ với các bạn cái thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai phiên bản 4.7.2 và một số cái nội dung nâng cấp cái phiên bản 4.7.2 này. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn vào kênh để xem video, thấy video hay hữu ích, các bạn vui lòng đăng ký kênh, nhấn like, nhấn chuông để nhận được những chia sẻ tiếp theo. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.